một vùng đá sỏi khó canh tác, một vườn bưởi năng suất thấp không được chăm bón cẩn thận. Sau 5 năm chuyển mình, khu vườn 3 hecta này đã khoác lên một diện mạo mới. Hơn 500 cây bưởi hữu cơ cho thu hoạch hơn 30.000 quả mỗi năm. Đó là những thay đổi trên khu vườn của ông Lê Hữu Diện ở xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội sau khi tham gia chương trình khởi nghiệp của VTC16. Vào cuối năm 2022, ông Diện đã khép lại hành trình 5 năm tham gia khởi nghiệp. Và đến thời điểm hiện tại, vườn bưởi của ông Diện đã có những thay đổi như thế nào? Cùng đón xem trong khởi nghiệp ngày hôm nay. Những trái bưởi đang giai đoạn phát triển, dự kiến sẽ cho thu hoạch vào tháng 11 âm lịch. Theo ông Diện, như mọi năm, hai vườn bưởi có thể thu được hơn 30.000 quả, thì năm nay sản lượng sẽ giảm. Nếu như trước đây, với lối canh tác truyền thống, sản lượng bưởi giảm sẽ khiến ông Diện lo lắng, thì nay tư duy của ông đã thay đổi. Năm nay sản lượng của tôi so với năm ngoái thì có giảm sút hơn một chút. Thế nhưng mà giá trị quả bưởi và phân khúc khách hàng và khách hàng đặt tiền thì bây giờ tôi đã phân khúc khách hàng rồi. Việc chia khách hàng thành các phân khúc khác nhau đã giúp ông Diện tìm kiếm khách hàng dễ hơn. Bưởi phân loại sau thu hoạch cũng dễ dàng, bởi ngay từ bây giờ, khách hàng tiềm năng gần như đã đặt hết vườn. Bác Diện có thể chia sẻ với những cái quả như thế nào thì mình sẽ đưa cho phân khúc khách hàng thứ nhất, tức là khách hàng có giá trị cao nhất. Khách hàng giá trị cao nhất là những cái quả bưởi như cái cây này, những cái quả la mà nó thóng thóng như thế này, thì cái cuống nó nhỏ, nó dài dài. Là như cái quả này là ngon nhất. Đấy, còn nó cao cao ở trên kia là nó kém. Còn nó vút bổng trên kia thì nó càng kém. Thế cho nên cái phân khúc khách hàng thì khách hàng nào đặt tiền và khách hàng cao cấp thì mình thu cái loại này, đóng hộp, giao bán, giá cao. Thế còn khách hàng mà vừa vừa thì là lương chừng. Khách hàng mà ít tiền nữa là trên đỉnh. Tức là giá thì lại ngược so với cả ngược, cái cây rõ, đúng không ạ? Rõ ràng cho nó ngược đấy. Vâng. Thế thì ví dụ như là với những cái khách hàng ở phân khúc cao như thế này thì hiện nay thì mình đang chào bán với giá tại vườn là bao nhiêu ạ? Tới đây thì chào giá như vậy là 30-40 nghìn. 30-40 nghìn. Vâng. Thế với cái hàng phân khúc ở mức trung bình? Mức trên kia thì là 30-25. Giá bán với mỗi phân khúc khách hàng có sự chênh lệch từ 15-20.000 đồng. Giải thích cho sự chênh lệch trong giá bán, ông Diện cho rằng không phải ai cũng hiểu được giá trị đích thực của sản phẩm bưởi hữu cơ. Khách hàng ở giữa trung tâm thành phố Hà Nội mà thực là các bác có tri thức thì các bác rất quan tâm đến cái bưởi sạch hữu cơ vì đó là một cái sản phẩm an toàn nhất. Thì thực tế cái giá cả đưa lên thì nhiều bác bảo cái giá này nếu mà phải là như vậy là hữu cơ thì cái giá này vẫn là thấp. Thế thì nhiều người thì cũng bảo là cái giá này thì như vậy bán cũng là khuyến mại và như thế rất là hài hòa. Thế còn cái phân khúc của khách hàng ở nông thôn thì người ta lại bảo mình là bóp vừa vừa thôi. Người ta bán có 3.000, 5.000, bóp gì những 20, 25, 30.000. Mà thực tế ở đây bán như thế là họ là bóp. Nhưng mà đem ra ngoài Hà Nội vẫn đi các tỉnh khác bán 40.000 thì người ta vẫn bảo thế là như vậy bình thường mà còn như vậy là rất là rẻ. Đấy. Giai đoạn trái bưởi sinh trưởng và phát triển, bao trái bưởi là một quy định bắt buộc khi tham gia chương trình khởi nghiệp. Điều này sẽ giúp ông tránh được những tác nhân gây hại ảnh hưởng đến năng suất bưởi. Nhưng vào năm 2020, khi chuyển hướng trồng bưởi hữu cơ, ông Diện cho rằng làm theo hướng hữu cơ thuận tự nhiên là không cần bao bọc quả. Thời điểm đó, 20% số bưởi trong vườn bị mẫu mã xấu, giảm chất lượng cũng như giá thành. Họ cho là nếu mà bưởi mà mẫu mã đẹp, sáng quả thì bưởi đó lại nhiều thuốc. Mà bưởi mà như vậy là mẫu mã xấu và xỉn thì bưởi ít là bưởi ít thuốc. Cho nên là sự thực cái này thì như vậy mình thì rất là phân vân và chưa có một cái kết luận nào. Ở thời điểm hiện tại, ông Diện vẫn lựa chọn không bao trái bưởi. Vậy lý do gì khiến ông vẫn quyết định không bao trái cho vụ bưởi này?
có một số quả mình bao trái hoặc một số mình không bao trái, mà hầu như là 90% là không bao trái. Tại sao chú lại để như vậy ạ? Có sợ ảnh hưởng gì không? Cái bao trái thì túi thì rất là nhiều, nhưng mọi năm bao dù sao cho nữa mẫu mã nó có đẹp thật, thế nhưng mà chất lượng ngọt là nó có giảm. Mà cái đó chứng minh rồi, bọc là nó sẽ giảm độ ngọt. Thế năm nay thì cũng định bao, thế nhưng mà thôi cứ để khắc phục, chỗ nào mà nắng cháy thì mình cắt mình túi ra che. Thế còn để như vậy chứng minh cái độ ngọt năm nay xem nó như thế nào. Như chú nói thì cháu thấy là chú cũng đang thử ra là năm nay mình không bao thì chất lượng quả xem nó có khác không so với ấy, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà đồng nghĩa với việc là chú cũng sẽ phải tính toán, nếu như mà chất lượng mà không đạt yêu cầu, mẫu mã về cơ bản là mẫu mã thôi, vâng, thì nhu cầu của khách hàng nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thực sự ra là có ảnh hưởng mà cái tỷ lệ ảnh hưởng đó nó không đáng kể. Thế giờ mà cái cộng với cái công lao động chi phí đầu vào nó lại cao, mà mẫu mã đẹp nhưng mà cái độ ngọt của nó lại giảm, thì nó còn tụt giá nữa cơ. Vâng, tụt giá nữa. Thế hai nữa là gì? Là còn bị chê là phun nhiều thuốc. Sau quá trình tham gia chương trình khởi nghiệp thì đến bây giờ với kỹ thuật canh tác của mình thì chú thấy là tình hình sâu bệnh ở trên cây bưởi như thế nào? Ôi, cây đi thì giờ thì vô tư đơn giản, nắm bắt được hết kỹ càng rồi. 5 năm các thầy tư vấn, hai nữa là mình hàng ngày trực tiếp cây bệnh đó đối với tôi giờ đơn giản. Nắm bắt được giai đoạn nào nó sinh nở ra làm sao, thời tiết thay đổi. Tỷ lệ sâu bệnh ở trên bưởi giờ không đáng kể. Vâng. So với ngày xưa thì bây giờ ngày, giảm bao nhiêu? Giảm được 50%. Mà sang hữu cơ này thì càng giảm nhiều. Bởi vì cái môi trường hữu cơ là cái môi trường không khí nó trong lành, cho nên là cái sâu bệnh nó rất là giảm. Còn cái lúc đầu mà vô cơ mà chuyển sang hữu cơ thì lúc đó sâu bệnh nó nhiều, tấn công ác lắm. Thế nhưng sau rồi sâu bệnh nó quen với môi trường, mà môi trường đã tốt thì nó đẩn cái sâu bệnh đi. Nhưng mà năm nay tôi xử lý như vậy là vôi. Đấy, vôi như bên kia là tôi phun trùm kín hết. Mà đã phun vôi rồi thì chẳng cần phải phun như vậy là thuốc bảo vệ thực vật sinh học gì cả. Bởi vì tất cả sâu bệnh và mọi vấn đề nó có tấn công qua cái lớp vôi nó mới xâm nhập vào. Mà về cái tháng này nắng mưa nó xen phun vôi thử kinh nghiệm. Năm nay mà hiệu quả là sang năm cứ thế như vậy là duy trì. Thế cho nên mỗi một năm làm mỗi một kinh nghiệm, mà không phải kinh nghiệm sau một năm mới rút kinh nghiệm, mà hàng ngày mình làm đây và thâm nhập với thị trường, thâm nhập với khách hàng là mình sẽ như vậy là tự điều chỉnh mình thôi. Còn nhớ ở vụ bưởi thứ 3 và thứ 4, chuyên gia Đinh Văn Thành đã tư vấn giúp ông Diện hoàn thiện về quy trình sản xuất hữu cơ như sử dụng thuốc trừ sâu thảo dược, chế độ chăm sóc tự động thông minh, phân bón được ngâm ủ tự nhiên từ IM và các chế phụ phẩm nông nghiệp với nguyên liệu chính là đỗ tương. Đến nay, những loại phân hữu cơ này vẫn được ông Diện áp dụng. Tuy nhiên, trước những biến động của thị trường nguyên liệu, ông Diện cũng có những tính toán mới. Cái đỗ tương mà lúc Nga với Ukraine đánh nhau năm ngoái thì mua hàng xuất nhập khẩu khan hiếm, thì cái đỗ tương năm ngoái cao quá, rất là cao, về đây là 20.000 một cân, nhưng mà thôi nó sắt nó đắt ra miếng ở cái chỗ là mình nghiền mình ngâm với IM thì trước kia tưới một cân, giờ tưới 5 lạng thì bằng một cân, bởi vì nó đã phân giải thì tưới là cây nó ăn được hết. Còn trước kia mà bón khô xong rồi tưới, nó chỉ 5% thôi. Còn kiến rồi côn trùng, rồi nắng, rồi mưa, nó cũng phân tán đi mất. Cho nên cây nó chỉ được có thế đó. Giờ làm như thế này là nó được 8%, nó lên hết cây. Quả đấy, nó khác, cây nó khác. Được. Mà môi trường nó khác. Được. Tuổi có thể cao, nếp nhăn có thể ngày càng nhiều trên gương mặt. Nhưng những suy tính của lão nông này vẫn vô cùng nhạy bén. Những mảnh xương, vây cá còn sót lại sau khi được bón xuống cách đây 3 ngày. Thay vì chỉ bón phân đỗ tương, ông Diện đã ủ thêm cá làm phân bón cho vườn bưởi để giảm chi phí. Phân cá tưới được 3 hôm nay đây. Đấy, xung quanh gốc này là phân cá. Thế về phân cá này thì trộn với cả mỗi gốc này là 2 cân ngô. Đây, cái bột ngô của nó đây, nó phân hủy ra rồi. Còn là li ti
lấm tấm đây là ngô với cá. Thu hoạch sau để cho nó hồi phục cây thì tưới cá với đỗ tương. Thế đến giai đoạn bây giờ thì tưới cá với ngô, và tưới một đợt tháng 6 cá với ngô nữa là bắt đầu chuyển bón kali sunfat cộng với giò bếp do rơm rạ mình đã đốt. Mà bón phân cá như thế này so với những cái loại phân bón mà trước đây mình dùng thì cái chi phí nó phân cá thì ở đồng vớt lên có 3.000, thì giờ mình tự làm và như vậy là phân giải nó ra hiệu quả mà nó thơm không có mùi, mà mình làm chuẩn như thế này so với cái phân trước kia thì giờ là rẻ được một nửa giá thành. Cái xương cá này tới đây lại không có nữa, mà khi nó phân giải ra rồi thì cái nước này là chuyển vào bể chứa riêng, còn cái xương này thì lại cho vào máy nghiền chứ không múc tưới như thế này nữa. Đây là phân cá mình đang ngủ đúng không ạ? Đúng rồi, cái phân cá này là sau khi học viện hướng dẫn đây thì mình phân giải nó ra xong rồi là cho nó chứa nó vào đây đấy, nó thành nước. Thế tới đây đem ra pha tưới cho cây. Trong này là mình có những cái nguyên liệu gì ạ? Nguyên liệu này thì cá, thế với một số cái phụ phẩm mà người ta bỏ ở đường, thế là về mình như vậy trộn với cá, thế là cho vào đấy phân hủy. Có 30 ngày là nó hết mùi mà nó lại thơm. 15 ngày nó phân giải ra hết, còn mỗi xương không. Thì lúc này mới đổ như vậy EM vào. Vâng. Thế thì đổ EM vào thì là nó như thế này. Đấy, nó vàng, nó thơm thơm như thế này. Thế còn xương của nó vớt lên cho ra cái máy kia nghiền. Thế là rắc vào gốc cây. Bên kia thì xương của nó là tưới trực tiếp luôn. Nhưng sau khi học viện về tư vấn thì xương đó tập kết cho vào máy kia nghiền. Đấy. Cái cá này thì dồn vào tập kết vào một cái bể. Thế để như vậy là tưới. Thế và những cái thùng này mua là có nắp đậy. Áp dụng hợp lý những kiến thức đã học được từ chuyên gia và chương trình khởi nghiệp của kênh VTC16, ông Diện cũng mạnh dạn học hỏi, tìm hiểu thêm từ các chuyên gia của Học viện Nông nghiệp, tham gia tổ chức các chương trình để được các chuyên gia trong ngành tư vấn cầm tay chỉ việc. Thì khi mà tiếp cận với Học viện Nông nghiệp Việt Nam thì bác cũng có chia sẻ những khó khăn của mình trong cái thời điểm ban đầu khi mà ủ cá. Cá trước đây thì ủ là sử dụng cá tạp, và đến gần một năm, hơn 6 tháng thì cái lượng cá phân giải cũng rất là ít và mùi thì rất là nặng. Như vậy là khi mà bón cho cây trồng thì thứ nhất là khi phân giải chưa tốt thì cây trồng cái khả năng hấp thu sẽ kém hơn, và đồng thời cũng gây cái mùi gây vào môi trường, nó cũng gây ô nhiễm môi trường. Chính vì vậy mà khi mà bác tiếp cận vào khoa công nghệ thực phẩm thì cũng có trao đổi với bác một vài các định hướng liên quan đến ứng dụng công nghệ sinh học, là ứng dụng vi sinh. Nếu chỉ ứng dụng vi sinh không thì cũng chưa đủ, và chúng tôi thì cũng có chia sẻ với các bác thêm một vài các kỹ thuật khác liên quan đến xử lý sơ bộ trước khi mà ứng dụng công nghệ vi sinh. Luôn đầu tư cấp tiến để áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, nhưng không quên tuân thủ các quy trình của chuyên gia kênh VTC16, gia đình ông Diện đã nắm vững kiến thức, thích ứng nhanh với những đổi mới để yên tâm sản xuất nông nghiệp trên con đường phía trước. Sau 5 năm, được sự giám sát của chuyên gia và chương trình đã tạo cho mình một cái khung và một cái đường đi nước bước rất là trưởng thành, mà bước mức nào chắc mức đó, mà càng bước càng chắc. Mà đến tổng kết 5 năm rồi thì như vậy là gì? Kể giờ vẫn phải vững bước và vẫn phải tiếp bước đi. Vùng đất sỏi đá ong ngày nào giờ đã cho trái ngọt. Hy vọng rằng với những nền tảng vững chắc được các chuyên gia khởi nghiệp tạo dựng, vườn bưởi hữu cơ của gia đình ông Lê Hữu Diện sẽ dần chinh phục được những thị trường khó tính, mở ra hướng xuất khẩu ổn định trong tương lai.